Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay em lên cho các bác một lô siêu phẩm các bác nhé. Lô máy cưa xích hút mặt na. Hiện tại thì bên em đây đang có 3 loại cưa, một là hút mặt na 36, hút mặt na 39 và hút mặt na 40 các bác nhé. Đó, ba cây máy cưa xích quá là đẹp luôn các bác. Dòng hút mặt na có lẽ là không còn xa lạ gì về những các bác nào xài chuyên về máy cưa xích cũng như là máy cắt cỏ này, đúng không ạ? Hãng này thì về độ bền bỉ cũng như là trải nghiệm của máy thì không còn phải lăn tăn gì nữa rồi. Đó, hôm nay thì em mới nhập về được 3 cây như thế này. Thì em lên review luôn cũng như là cho các bác xem qua các bác ưng ý cây nào nhất các bác nhá. Đó, như các bác ngoài Bắc thì hay thích những thương hiệu như thế này, có thể lựa chọn những dòng cưa như thế này. Hút mặt na 36 này thì phù hợp với các bác cắt gia đình. Con này thì nói chung là cắt gia đình cũng khai thác hàng nhẹ thì cũng ok rồi nhá. Máy móc quá là đẹp này các bác. Đó, chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Làm xích thì bao rin nguyên bản của nó luôn nhá. Tất cả làm xích thì đều rin của nó hết này. Đó, tất cả làm xích thì đều rin luôn các bác nhá. Một con là 36cc, hút mặt na là 36cc này. Hút mặt na 39 là 39cc này các bác. Còn hút mặt na 40 kìa các bác nhá. Đó, tổng cộng của nó 3 cây đây. Rất là phù hợp về cho các bác nào xài khai thác cũng như là xài gia đình, có thể lựa chọn cho mình. Tại vì thời gian này nhiều các bác hay hỏi về dòng hút mặt na quá, thì nên này em lên cho các bác một lô luôn. Đó, và đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác những sản phẩm sau đây. Là một típ mở buji này, một chiếc rũa để rũa làm xích này, và được một chiếc tô vít nhỏ, là bộ ba phụ kiện của nó đây các bác nhá. Và giá của bên em bây giờ sẽ đưa ra là hoàn toàn miễn phí ship cho các bác nào ưng ý vừa mắt mình nhất. Và các bác đặt hàng của bên em thì các bác chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua là số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cũng như là để em tư vấn thêm cũng như là nhắn tin hỏi về bên em nhé các bác nhá. Và em sẽ báo giá luôn hiện tại con hút Pana này 36, nhưng mà máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp, con này thì quá là ok rồi này, không phải lan tan gì con gì nữa, xài cực kỳ sướng. 36 mà cả về các gia đình nó làm xích thì còn nguyên luôn các bác nhá. Con này quá đẹp, máy móc quá chuẩn chỉ này, đời con này thì đời cao này các bác nhá. Đó, và hiện tại thì con này thì em bán giá của nó là 2.800.000, giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đó, chỉ bằng một máy cưa tàu thôi, nhưng mà hãng này thì xài quá là bền bỉ rồi các bác nhá. Đó, và đây công suất của nó đây. Đó, 36cc này, cân nặng thì 4,5kg các bác nhá. Không biết các bác có nhìn rõ không ạ? Đó, giá này 2.800.000 một con hút mana 36 quá đẹp. Đó, 2.800.000, giá miễn phí ship và được tặng kèm phụ kiện này. Đó, và con cưa thứ hai, con này thì hút mana 39. Đó, thì con này thì về cho các bác nào xài khai thác con này cũng ok rồi các bác nhá. Khai thác hàng nhẹ là ok rồi. Con này kéo 56 làm giếc là thoải mái rồi đấy. Đó, hiện tại thì con này thì em bán giá là 2 triệu, để thế giá thế nào cho các bác hợp lý nhất có thể nhỉ. Rất là lan tan đúng không? Giá thế nào để cho hợp lý nhất cho các bác. Hiện tại thì con này thì em bán giá là 2.600.000 các bác nhá. 2.600.000, hút mana 39, máy móc thì còn đẹp này. Con này thì đời thì thật sự thì cũng không còn cao nữa, nhưng mà máy móc thì còn riêng nguyên bản luôn các bác nhá. Đồ con này thì không thiếu này, các bác không phải lăn tăn về đồ đạc sửa chữa nhá. Đồ vẫn có đầy đủ, nhưng mà các bác nào cần thì có thể liên hệ qua cho em. Đó, đồ nó đồ bãi còn rất là nhiều. Đó, với một con hút mana. Hút mana này lòng 40 các bác nhá. Đó, con này thì em bán giá 2.700.000. Đó, 2.700.000. Tất cả những ba máy này thì linh kiện của nó thì vẫn còn đầy đủ này các bác. Đó, các bác nào không phải lăn tăn về đồ đạc của máy đâu. Quá là đẹp đúng không ạ? Hai con, ba con. Hút mana 39.
340 và 36. Đó. Mẫu mã thì còn ok nhá. Tất cả ba máy này của em thì bao zin nguyên bản 100%. Đó, chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Về em chỉ dọn nổ cũng như là kiểm tra máy móc, linh kiện xem còn đảm bảo không thôi. Rồi, em đã kiểm tra ngon lành hết rồi các bác nhá. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Linh kiện thì em đào đảm bảo nó là bao rin hết, chưa hề sửa chữa bất kỳ linh kiện gì cả. Đó. Giá 2.8, 2.6 và 2.7. Đó. Giá nó chỉ ngang ngang nhau thôi. Các bác nào ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua lời số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em để tư vấn thêm. Lăn tăn về những cái gì thì có thể lên tư vấn cho em các bác nhá. Đó. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ qua phần test nổ cũng như là chạy cái máy để cho các bác nào ưng ý cây nào nhất các bác nhá. Nghe tiếng máy, nghe tiếng động cơ của em nó xem là con nào nghe tiếng động cơ mà êm cũng như là ấy nhất thì phù hợp cho gia đình mình các bác nhá. Dạ vâng, do là thời tiết ngoài với trời bây giờ nó cũng đã tối rồi. Đấy, giờ em test nổ cho các bác thì em sẽ chuyển địa điểm vào trong nhà để quay nốt phần video còn lại các bác nhá. Đó, để cho các bác nhìn được hình ảnh cũng như là được rõ nét nhá. Đó, thì bây giờ thì em sẽ test phần con hút Mana 36 này các bác. Đó, các bác nghe tiếng động cơ của em nói nhá. Công tác của nó thì ở đây, gạt qua bên này là tắt, gạt đây là mở này. E thì ở đây các bác nhá. Đó, cho các bác nghe qua tiếng máy. Móc thì nó rộn nổ ngon lành rồi các bác nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ qua con số 2 các bác nhá. Một con hút Mana 39 hàng Thụy Điển này. Đó. Cho các bác nghe tiếng máy của nó sẽ như thế nào các bác nhá. Tiếng máy móc nổ thì vẫn còn kinh khủng luôn các bác nhá. Con này xài thì cực kỳ sướng luôn. Nổ rất là bon. Rồi và con cuối cùng là một con hút Mana 40. Đó. Hàng cũng là hàng Thụy Điển luôn nha các bác nhá. Con này thì sản xuất chính hãng tại Thụy Điển này, máy móc bao rin nguyên bản 100%. Móc nổ thì quá là êm ru luôn các bác nhá. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua lời số điện thoại 0354392929. Rồi chào các bác.